Anh ơi, không phải như thế được. Nằm xuống. Ui rồi. Tôi chết cha hết đạn. Chạy. Dùn qua bắn. Mở cửa. Hey, what are you doing? Mở cửa kiểu gì? Vãi trưởng chết cha rồi. Mở cửa anh ơi. Em xin. Úi giời. Chết cha rồi. Máu me be bét rồi. Nhầm đường. Đó, làm gì còn đường nào nữa? À đây. Mãi trưởng. Nó cắn cho nát người rồi. Ôi anh ơi. Ôi. Em xin các anh. Em hết đạn rồi, em xin các anh. Vãi trưởng. Em nào đây? À Claire. Anh hết đạn rồi. Ủa vãi, hết đạn rồi, giờ lại. Ui rồi. Vãi trưởng. Vãi người đây, giật cơ mình. Con zombie ở trong cái tủ chui ra. Lấy tay che miệng đấy chứ. Vãi. Gì đây? Kinh quá. Rất cả lần. Vãi trưởng. Mày qua vừa mình lại bắn thằng kia trước. Lên. Xem kỹ cái phòng. Xem kỹ à. Dưới tờ đi. Tôi chắc là quá. Đi đâu. Một. Biết ngay mà may nhờ con dao. Thôi. Em xin. Vãi đen giờ luôn ạ. Vãi máu. Restore full health, mình đang đen giờ. Medium ammo health. Ôi mình đang đen giờ rồi, ăn cái này thôi. Xì. Rồi, ngon, lại đầy phè máu. Shotgun. Ra bịt cái cửa lại đã. Gì đây? Ui mẹ, lick cơ. Vãi. Vãi trưởng. Sao đi qua đây? Licker. Chấu thế. Ôi vãi. You bastard.
vãi vẻ đẹp. Ui. Nó quạt cho mấy thằng này chân tay gọi là nát như, không biết có mấy con. Đấy, là chim này. Bùm. Ủa vãi. Còn gì kêu đấy. Nó chặn cái cửa rồi. Đấy, như con gì nó vào đây rồi. Gì đây? Anh này sống lại. Ngu quá. Nhanh vào ông đây lấy cái gì lấy đi. Từ từ. Tượng em gái. Đầu người cung rắn. Đầu người cung rắn đâu. Con nào con rắn. Đây à. Đây rồi. Không còn gì nhá. Úi giời ơi. Rồi vãi. Chết chết mẹ. Licker ở đâu vào vậy. Úi giời ơi. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Thôi mẹ nó ra đây rồi. Xin lỗi. Lại cả cái chị nữa. Vãi trưởng. Mẹ rất thích cả mình. Vãi. Ôi anh ơi. Anh ơi. Em xin anh. Đừng. Vãi. Chưa gì đã gặp chùm rồi. Vãi. Sao. Kiểu gì này. Anh chùm này ở bản kia mãi về sau mới xuất hiện cơ mà. Bắn hết 10 viên rồi mà không chết nữa là thôi ấy. Chết. Chết chưa. Đừng nói chú biến hình phát nữa nhá. Anh đâu chơi đâu. Vãi đây. Mẹ đánh xong rồi thả thang. Vãi trưởng. Nó là có ai đấy theo dõi mình. Đúng rồi, chắc là có đứa nào nó theo dõi mình xong nó thả thang cho mình đây.
vãi. Cái gì đây? Tyran rồi. Em xin. Em xin anh. Em xin anh. Ở kia. Mẹ. Em xin anh. Chạy ra thôi. Cắm đầu cắm cổ chạy ra thôi. Rồi vãi. Anh ơi, à. Mẹ. Từ phía bủa vây. Ôi vời. Ôi vãi. Loạn rồi. Chạy 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 chạy. Anh ơi. Ôi, trời thế. Đây rồi, Era cứu mình rồi. Và ai? Ôi trường. Leon, get out of there. Chạy 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 chạy. Vãi. Ai à, ai à. Ôi giời ơi. Thôi xong. What the. Vãi trưởng, hai em anh ơi. Ui giời ơi. Mày chết cha mày. Sợ quá. Chew on that. You overgrown son of a bitch. Son of a bitch. Persistent bastard, aren't you? Ui vãi. Anh ơi. Mở cửa anh ơi. Vãi. Vãi trưởng. Đi đâu giờ? Úi giời ơi. Anh ơi em xin lỗi. Vãi. Úi giời, biết ngay ai rồi. Đang nó cầm súng rồi. Hai. Hai.
Ai chưa? Ok. Ok. Xong rồi. Chịu chết ạ. Em này làm sao máu me bé bét này chồng. Kết thúc rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Em xin lỗi William, anh không cho em sự lựa chọn nào. Cô gọi anh ta là William, tại sao? Đáng lẽ nó không nên như thế này. Đấy là lỗi của bọn Umbrella. Cô cũng là Umbrella. Chết chưa? Chết đi. À đây, Ada đây rồi. Ôi, em này có cái máy hack luôn nữa. Vãi, thế mà vừa không đưa cho mình mượn. Bệnh vãi, làm như mất công chạy lòng vòng. Anh vừa nghĩ về em sao? Cả hai chúng ta đều thế. Em đang lo lắng dần đây. Chúng ta đã là đồng đội tốt. Nhưng mà anh phải hỏi em một điều. Đường đã được dọn dẹp. Nói với em là anh đã có nó. Đưa nó cho em. Trước khi làm điều đó, anh đã gặp Annette và cô ấy bảo em không phải FBI. Ôi, Leo. Sao anh không đưa nó đây nhỉ? Bởi vì anh nhận ra. Em rất hy vọng chúng ta không phải kết thúc như này. Vậy tất cả đứa đấy là gì? Anh là đồ chơi của em mà. Anh là con tốt của em mà. Đưa mẫu thử đây. Em không muốn làm hại anh. Vậy bắn anh đi. Nhưng anh không nghĩ là em có thể. Ôi giời ơi. Bó hết tay. Ada. Thôi xong. Bốt rơi rồi. Không ai có cái mẫu thử đấy. Bây giờ thì không ai có mẫu thử đấy. Sống dài như đỉa. Ada. Chắc anh nghĩ là anh có thể. Quên nó đi. Im đi. Anh có em rồi. Điều đấy không đáng. Đừng làm thế. Hãy tự bảo trọng, Leo. Mình biết thừa là em này không chết. Nói tóm lại là vẫn buồn.
đùa nhau à. Chạy thôi. Vãi. Chả được chiến đấu với thanh niên này à? Em mệt mỏi với anh lắm rồi anh ạ. Đấu chùm rồi. Mày thế. Phải đi tiếp thôi. Vãi. Ada vẫn còn sống mà, biết ngay mà. Thôi. Thôi anh ơi, em xin lỗi anh. Nha, con chó nha. Con chó này. Giờ mày làm sao? Đúng là chơi phần dễ à. Đây rồi, tàu đến rồi. Cứu lên. Quá. Thoát à. Đã kết thúc phần Leon. Chiếc vòng kỷ niệm. Không thể tin là mình thực sự nhớ cô ấy. Ơ, ném à? Em đã làm được. Giống như em đã nói đấy.